rồi, chào bác nhà mình nha. Giờ hôm nay gửi đến cho các bác mình xem một em siêu phẩm đó nha, về dòng máy của Văn Mai nha. IM357 nha, hàng vừa mới về luôn, xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Giá cũng là cực kỳ là tốt cho các bác mình nha. Này, xe quá đẹp luôn các bác ơi. Bốn vỏ lốp này gai còn rất là cao luôn nha. IM357 phân khúc 57 mã lực nha. Sẽ đi vô từng phần chi tiết cho các bác mình cùng xem nha. Về này IM357 nha, dòng Văn Mai đời mới nha các bác. Dòng này về phân khúc 57 mã lực nha. Hộp số được trang bị là 8 tiếng 8 lùi, tiếng lùi tốc nha. Còn phần vỏ này, phần vỏ em nó đang sở hữu là vỏ đầu là hông số lốp của em nó là 8/18 nha. Vỏ sau 13.6/26 nha. Bốn cái vỏ gai còn rất là cao luôn nha. Vô từng phần chi tiết cho bác mình cùng xem nha. Trước tiên là vô phần gốc nha. Này phần gốc nguyên bản này. Này này. Rồi, cầu trước là nguyên bản nguyên zin luôn nha các bác. Này tầng đồ ốc nè. Rất là đẹp luôn nha. Rồi phần nồi. Phần nồi cũng như vậy luôn nha các bác. Rồi ghế ngồi này. Ghế ngồi là chữ zin Văn Mai nha, phần dè. Vỏ sau gai rất là cao luôn. Rồi gửi đến cho các bác mình cái phần vô của con máy nha. Này. Rồi tới phần két nước. Két nước là long lanh luôn nha. Đời mới này là sẽ sở hữu cái boe nằm trên cao nha, cho nên máy chạy rất là thoáng luôn nha các bác. Này. Boe nằm trên cao cho nên máy chạy rất là thoáng, động cơ cực kỳ là đẹp luôn nha. Động cơ 4 máy nha, phân khúc 57 mã lực nha. Cánh quạt này còn trắng nhách luôn nha. Boe. Động cơ rất là đẹp luôn các bác ơi. Rồi đây phần gốc nha, nguyên bản hết. Này cậu trước. Vỏ này. Này nó sơn nguyên bản hết nha các bác, mà muốn mua xong mà muốn yêu cầu sơn chỗ nào về đây cửa hàng mình sơn tút nè. Bảo dưỡng hoàn toàn miễn phí hết nha. Dưới cái thứ hai bao xe vận chuyển tới nhà cho mấy bác hết luôn. Hộp số được trang bị là 8 tiếng 8 lùi, tay lái trợ lực bẻ cái chi là nhẹ luôn nha. Giờ máy đời mới bây giờ là tay lái trợ lực hết nha các bác. Rồi sau đùi này. Đèn đầy đủ hết nha. Gọi lên nổ máy cho bác mình nghe đi anh đó ơi. Gương chiếu hậu đầy đủ hết. Để sập cái nắp cơ bồ xuống. Cái nắp cơ bồ của Văn Mai đời mới bây giờ dở rất là cao luôn nha. IM357A, phân khúc 57 mã lực. Xe cực kỳ là đẹp luôn. Để cho họ mình lên test máy cho bác mình xem nè. Rồi tới luôn đi, tới luôn đi. Dòng máy Văn Mai đời mới này chạy rất là sướng luôn nha bác, chạy rất là sướng luôn. Tay lái trợ lực bẻ rất là nhẹ luôn nha. Dòng này tay lái trợ lực 100% bẻ rất là nhẹ luôn. Vì ở đây là cửa hàng đã bắt dây chằng kiếm đầy đủ cho mấy bác hết rồi. Ga nổ thì hầm luôn nha các bác ơi. Nè, chạy bên đây cho dễ chạy anh đó ơi. Chạy bên đây nè. Chạy qua bên đây cho dễ chạy. Máy chạy rất là lực luôn nha các bác. Sao đùi. Đùi của con này xài đùi hẳn nha, cho nên đùi rất là bền luôn. Các bác nhà mình ai đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha, cửa hàng Nông Cơ Hữu Phát nha. Địa chỉ ốc Long Bình A, xóm Hậu, Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338955912 nha. Còn số Zalo là 0769788713 nha. Xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Văn Mai M357, dòng máy cày Văn Mai đời mới nha. Để cho họ mình đang chỉnh cái yên lại để cho nó vừa tầm ngồi nha. Vì yên của dòng này thì tùy chỉnh luôn nha các bác. Yên lùa sau, yên lùa sau, yên lùa sau ngồi rất là đã luôn nha. Đang tùy chỉnh cái yên lại. Dòng này số đồng tốc nha. Thì các bác nào mà mình chuyên về bên kéo một đồ á, chứ vì mấy con này xài rất đa dạng luôn nha. Mà nói gì lên lộ chỉ rất là tốc độ nha các bác. Kéo một là đúng bài với nó luôn, chỉ là tốc độ luôn nha. Dòng này lên lộ rồi chạy là như một con xe tải luôn nha. Dòng này kéo tải nặng rất là khỏe luôn nha các bác. Rồi về đi, về đi. Về, 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 về. Này. Đầu đèn cực kỳ là đẹp luôn. Các bác nhà mình ai đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với hàng nha. Hàng vừa mới về luôn. Giá cực kỳ là tốt cho các bác mình luôn nha. Giá cực kỳ là tốt luôn.
hàng về tháng 4 nha các bác ơi, hàng về tháng 4. Nhìn ngoại hình con xe rất là lực luôn nha các bác, nhìn đầu đèn cực kỳ là đẹp luôn nè, bốn vỏ lốp gai còn rất là cao luôn. Các bác nhà mình ai đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng nha. Đảo xuống nhanh luôn, xuống nhanh luôn ơi. Hắn là lốp bánh luôn nha, hắn lốp bánh luôn. Rồi cho họ mình ra lại nha. Đèn gì đầy đủ hết nha, đèn cháy đầy đủ hết nè. Bao quả tạ ghi theo dân mai nha, này. Rồi các bác nhà mình ai đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng nha. Máy chạy rất là im luôn nha các bác. Giá cũng cực kỳ là tốt nha.